Sau đây mình sẽ hướng dẫn nhanh các bước gắn ô tô cổng rùa cho anh em xem nha. Thì bước đầu tiên mình sẽ là gắn bánh xe, thì tùy vào tình trạng của cửa, nếu mà bánh đã bị lần hoặc là cũ nhỏ thì mình sẽ thay thế bánh mới nha. Còn nếu mà bánh còn sử dụng được thì mình sẽ giữ nguyên. Thì qua cái gắn này thì mình đã thay thế cái bánh xe mới cho khách luôn. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ gắn ốc cho thanh ray trượt này nha. Thì mỗi thanh này nó sẽ dài khoảng 1 mét, thì tùy vào độ rộng của cửa thì mình sẽ gắn số lượng thanh cho nó phù hợp nha. Đó, mình sẽ ốc vào cái thanh ray này để mình gắn một cái cửa. Bước 3 thì sau khi đã gắn ốc thì mình sẽ tiến hành là siết ốc chặt vào thanh ray nha. Đó, mình sẽ chắc chắn để khi gắn vào cửa nó không có bị lắng. Siết chặt từng con ốc luôn. Bước thứ tư thì mình sẽ lên đế motor nha. Thì lúc này mình sẽ gắn cố định cái đế này vào cái motor và vị trí gắn. Và bước thứ năm mình sẽ cố định motor vào cái vị trí đã xác định sẵn nha, và mình thử cái thanh ray trên cửa luôn. Đó. Rồi, bước cuối cùng là bước mình sẽ chạy thử nha. Và sau khi gắn xong motor thì mình sẽ điều khiển để chạy thử. Đó. Đã chạy thử ok nha mọi người, cái này đã nhận phụ tốt cho khách luôn rồi. Thank you.